Ngày 19 tháng 7, bác sĩ Bùi Nam Ơn, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công các khối u buồng trứng nặng 10kg cho một bệnh nhân 26 tuổi, trú tại xã Cua Đăng, huyện Cư Mờ Ga. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11 tháng 7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Cư Mờ Ga thăm khám do bụng có dấu hiệu ngày càng to, căng tức, khó thở. Được biết, thời điểm này, bệnh nhân vừa mới sinh con được hơn 1 tháng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Cư Mờ Ga phát hiện khối u buồng trứng có kích thước lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân. Sau khi tiến hành hội chẩn, xét nghiệm tầm soát ung thư, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Theo bác sĩ Bùi Nam Ơn, việc phẫu thuật khối u buồng trứng với kích thước lớn kèm theo bệnh lý nền thiếu máu, nên nguy cơ dính ruột và tai biến trong phẫu thuật luôn tiềm ẩn. Do đó, gây ra nhiều khó khăn cho quá trình phẫu thuật. Sau khoảng 2,5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách thành công, đưa khối u buồng trứng nặng 10kg ra an toàn. Đến sáng nay, 19 tháng 7, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị hậu phẫu. Riêng khối u được gửi đi làm giải phẫu bệnh và đang chờ kết quả.